Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái combo boss rất là rẻ tiền. Máy pin sạc, cái này hàng từ Mỹ về. Cái sạc điện 120V. Và pin này là pin 18V 2A, có báo họ pin. Hàng mới trăm trăm, hàng mới trăm trăm. Rồi, thì những anh em nào cần cái combo này, bao gồm có máy khoan búa đầu sách Autolock 13 ly. Và em này nó là hàng Mỹ về, nó sản xuất tại Malaysia, tốc độ từ 0 đến 500 và từ 0 đến 1.900 vòng trên phút. Đấy. Thì cả một cái combo này bao gồm có một máy, một pin và một sạc, giá của nó 2 triệu 7, quá rẻ nha anh em. So với hãng Bosch ở đây thì cái bộ này thì quá rẻ. Rồi, ok em Tùng test cho anh em xem. Đây là Bosch, nó là 181. Đây, mã nó đây anh em. HDS 181. Cái này là hàng USA về, Mỹ về. Nó có búa luôn. À. Rồi, test cho anh em ha. Đây là cấp 1. Và lên cấp 2. Tốc độ khá cao ha, 1.900 vòng trên phút. Rồi, có đèn luôn nha anh em. Đây, đèn. Đây, boss đây. Còn anh em nào đã có pin và sạc rồi thì mình mua cái thân máy khoan búa 3 chức năng. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi. Và giá này không bao gồm phí ship. Rồi, em tụt test cho anh em. Nó có 3 chức năng cấp độ trượt nha. Mình test cấp trượt trước. Rồi, cái này. Rồi, cái này là búa. Đấy. Rồi, cái bộ bot này rất là đáng sở hữu anh em ha. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. 2 triệu 7 một bộ. Anh em muốn mua body, giá của nó là 1 triệu rưỡi. Hàng cam kết Mỹ về. Và cái sạc điện 110.